lại bản tin ngắn. Nhà sáng lập của FTX Bankman-Fried bị từ chối bảo lãnh tại Bahamas sau khi bị bắt, đối mặt với án tù lên tới 115 năm. Bài viết của tác giả Caterpillar Robert. Ông Sam Bankman-Fried, người đã sáng lập là cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch mã kim thất bại FTX, đã bị từ chối bảo lãnh sau khi bắt giữ ngày 12 tháng 12 tại Bahamas theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ. Trong một đơn điều trần kéo dài 3 giờ ngày 13 tháng 12, chánh án Ferguson đã từ chối bảo lãnh 250.000 của ông Bankman-Fried về lý do cái nguy cơ đào thoát tăng cao bởi vì cựu tỷ phú này tiếp cận với nguồn tài chính. Vị thẩm phán đã ra lệnh tạm giữ người đàn ông 30 tuổi này tại nhà tù ở Bahamas cho đến ngày 8 tháng 2 của 2023. Theo yêu cầu của biện lý tòa án địa hạt phía nam của New York, cơ quan chấp pháp Bahamas đã bắt giữ anh Bankman-Fried. Trước đó, biện lý bang này đã thông báo cho văn phòng tổng trưởng lý Bahamas rằng họ đã đệ trình các cáo buộc hình sự đối với cựu tỷ phú mã kim này, người đã từng sở hữu tài sản ròng ước tính trị giá 26 tỷ Mỹ kim. Hoa Kỳ và Bahamas đã ký một hiệp ước dẫn độ từ năm 1994. Thượng nghị sĩ Brian Pinner, tổng trưởng lý Bahamas, cho biết Hoa Kỳ có thể sẽ yêu cầu dẫn độ anh này và dự định sẽ nhanh chóng giải quyết việc dẫn độ này. Được biết, nhóm pháp lý của ông Bankman-Fried đã nói với tòa án rằng họ dự trù chống lại bất kỳ cái lệnh dẫn độ nào đến từ Hoa Kỳ. Ông Michael Cohen, cố vấn pháp lý của Bankman-Fried, cho biết trong một thư điện tử, ông đang xem xét các cáo buộc này cùng với nhóm pháp lý của mình và xem xét tất cả các sự lựa chọn pháp lý của họ. Đó là câu chuyện ngắn. Từ chối bảo lãnh, nghĩ sao mà lừa đảo người ta mấy chục tỷ Mỹ, mấy tỷ Mỹ kim mà bảo lãnh 250.000. Kinh khủng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong cái chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.